Thưa quý vị, có một phụ nữ đã qua hơn 50 năm gắn bó với hoạt động xã hội. Bởi bà tâm niệm, phép màu của cuộc sống không ở đâu xa, ở ngay trong những việc tử tế hàng ngày giữa người và người. Và thay vì ngồi cầu nguyện có được phép màu cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thì mỗi người hãy cùng hành động tạo ra phép màu đó. Theo tâm niệm như vậy mà bà luôn hành động, luôn dốc sức làm việc thiện để lan tỏa tâm niệm của mình. Bà tên là Lại Kim Danh, năm nay gần 80 tuổi, sống ở khu phố 3, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Bà nguyên là cán bộ dân phố, chi hội phó, chi hội phụ nữ khu phố 2. Nay do tuổi cao, bà chỉ còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội thân nhân kiều bào, là người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của phường 1, thành phố Vũng Tàu. Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng ở phường 1, thành phố Vũng Tàu thuộc diện hộ nghèo. Bà Hồng lại bị khuyết tật và mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi trang trải trong gia đình chỉ trông vào nguồn thu nhập phụ hộ của người con trai. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Hồng, bà Lại Kim Danh năm 2012 với vai cán bộ dân phố, chi hội phó, chi hội phụ nữ đã tích cực cùng các hội đoàn thể của phường vận động nhiều nguồn lực hỗ trợ gia đình bà Hồng xây dựng căn nhà tươm tất thay cho ngôi nhà đã xuống cấp. Cô Danh cũng đã ủng hộ, cũng quan tâm tới gia đình em rất nhiều, cũng chia sẻ là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như tụi em. Tham gia hoạt động xã hội với nhiều vai trò, bà Danh có cơ hội gần gũi, thấu hiểu nhiều hoàn cảnh, nhất là đồng bào dân tộc Hoa ở khu vực phường 1 thành phố Vũng Tàu. Bà vừa tìm cách hỗ trợ các gia đình vượt khó, vừa tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trở thành cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Khu phố 2 phường 1, nơi bà sống và làm cán bộ dân phố, luôn là địa bàn đạt chỉ tiêu cao trong thu thuế, thu các loại quỹ, hiến máu nhân đạo, tuyển quân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bằng uy tín của mình, bà Danh còn chủ động cùng với chi ủy, ban điều hành, tổ trưởng tổ dân phố xử lý hiệu quả kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn ngay từ khi manh nha, không để xảy ra điểm nóng, không để nhân dân hoang mang vì những thông tin xấu độc. Trong dịch Covid-19 là chị Danh đã giúp đỡ gia đình rất nhiều. Ở trên phường có cái gì là chị Danh đưa lại cho, rồi bắt đầu chị Danh truyền, rồi bắt đầu nhiều khi chị Danh cũng đưa khẩu trang với cho nước với cho gạo. Trong thời gian tôi công tác với chị Danh là cũng hơn một chục năm nay. Nói chung là chị Danh là một người rất là năng nổ, có trách nhiệm và công việc của khu phố. Tôi cũng rất là ngưỡng mộ và cũng là muốn học tập chị Danh. Cô Danh vừa qua thì cũng là một người hoạt động đã lâu năm và có rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên là cô hay là truyền đạt và chỉ bảo lại cái những cái hoạt động ngày xưa mà cô đã từng hoạt động. Nhất là trong vấn đề mà vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nếp sống văn minh và đô thị. Cô tuy rằng đã lớn tuổi rồi nhưng mà cái tinh thần nhiệt huyết của cô rất là vẫn còn hăng say với công việc và cô rất tích cực trong cái công tác của khu phố. Trong các hoạt động thiện nguyện như đóng góp cho hội chữ thập đỏ, trao tặng gạo cho bếp ăn bệnh viện Lê Lợi, mua bảo hiểm y tế cho gia đình khó khăn, quyên góp hỗ trợ viện phí, chi phí mai táng, bà Danh luôn là người đi đầu. Dù chính gia đình bà cũng còn nhiều khó khăn, bản thân bà tuổi càng cao sức càng yếu. Gần 80 tuổi. Nhưng mà cô cũng vẫn hết sức là nhiệt tình trong tất cả các hoạt động, các cái phong trào của phường, rồi các cái hoạt động từ thiện xã hội, rất gần gũi với bà con nhân khu phố. Và coi như là cũng được nhân dân rất là quý mến. Một cái bề dày như thế thì là góp phần cho cái sự phát triển của địa phương. Cô Lại Kim Danh cũng là một tấm gương sáng trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa bàn. Xã hội cần mình phải làm. Người dân người ta khó khăn, người ta không nói được, mình mới nói. Mình là cánh tay nối dài với dân đây mà. Đã được đón nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Nhưng với bà Danh, niềm vui và phần thưởng lớn nhất chính là tình cảm quý mến của mọi người trong khu dân cư dành cho bà. Bà là một trong 10 cá nhân tiêu biểu được đón nhận danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022.